Gomu huyền thoại, một huyền thoại được tái sinh, triệu tập hải tặc mạnh mẽ nhất One Piece, nhập vai đấu tướng không chờ lượt, khám phá thế giới One Piece và nhận về phúc lợi hấp dẫn tải game ngay. Chiêu thức đẹp mắt nhất Kimetsu no Yaiba, xếp hạng trụ cột sở hữu kỹ năng hòa mỹ nhất. Yo, xin chào 500 anh em sát quỷ đoàn thế hệ 2.0, lại là mình đây, bựa trụ Weebu Never Die. Sự khác biệt giữa manga và anime đều làm nên tên tuổi Kimetsu no Yaiba theo nhiều bạn đánh giá nằm ở độ kỹ xảo của nhà sản xuất Ufotable. Quả thực không thể phủ nhận mặt hình ảnh thanh gươm diệt quỷ làm quá tốt. Thay vì những đường kiếm thô sơ, việc đưa hơi thở vào chiến đấu đã thể hiện đầy đủ tính chất từng phong cách của mỗi kiếm sĩ. Sơn màu tăng đêm, trận chiến dành cho những kẻ nào được editor yêu ái hơn. Không có hơi thở phế, chỉ có hơi thở ít hiệu ứng thôi. Trong video này, mời anh em cùng bựa trụ đến với chiêu thức đẹp mắt nhất Kimetsu no Yaiba, xếp hạng trụ cột sở hữu kỹ năng hòa mỹ nhất. Get go! Himejima. Nham trụ là kiếm sĩ mạnh nhất trong dàn trụ cột sát quỷ đoàn. Sức mạnh của anh được mô tả vượt trội so với các đồng đội. Nói đúng hơn ở cái tầm khác biệt, anh sử dụng hơi thở của đá, dạng thở khó nhằn nhất trong 5 loại hơi thở đầu tiên. Để làm chủ lời thi thầm của đớ, người dùng cần đặt yêu cầu đầu tiên là một cơ thể siêu cứng cáp cùng sức khỏe cơ bắp khủng khiếp, thiên nặng về yếu tố tấn công. Ấy vậy, cách ra chiêu của nham trụ cũng không kém phần uyển chuyển. Cụ nhất phải thốt lên rằng chưa từng thấy kẻ nào đủ sức sử dụng hai vũ khí siêu nặng đó cùng lúc. Gầm cơ đít, hít cơ mông, nham ca ra chiêu nào bá đạo chiêu ấy. Hơi thở của đá chưa lên anime, nhưng trong manga chúng ta có thể cảm nhận đây là một trong những dạng thở ít hiệu ứng nhất. Đá mà, làm sao so được với những thứ hào nhoáng, ưa nhìn như nước hay là lửa. Tất cả những gì tốt nhất, Giyomei đều show ra hết ở trận đấu với thượng huyền nhất. Cách chiến đấu của anh rất ấn tượng về mặt sát thương, nhưng không bằng Sanemi, Muichiro hay Kokushibo về mức độ kỹ xảo. Vì vậy, mình tạm xếp Himejima ở đầu bảng. Vị trí này có thể thay đổi khi lên anime các bạn nhé. Obanai. Mình đánh giá rất cao độ uyển chuyển trong các chiêu thức của xà trụ Obanai, một trong những trụ cột mà Art rất thích. Bỏ ngoài tai chuyện đánh ghen bên lề của anh rắn, cần phải công nhận là tạo hình Iguro vô cùng bắt mắt, từ bộ đồ quá cỡ đến phong thái bí ẩn và cặp mắt hai màu đặc trưng. Lần đầu tiên xuất hiện, xà trụ khiến cho độc giả phát sốt đặt ra câu hỏi, một người nhỏ bé như anh rắn sao có thể gia nhập hệ thống Hashira chứ danh? Trong lần thi thố vật tay, Obanai chỉ thắng mỗi Shinobu. Anh tuyên bố rằng một kiếm sĩ thực thụ không cần tập trung quá nhiều vào sức mạnh cơ bắp, thay vào đó kiếm thuật mới là thứ quyết định thắng bại. Không hề bốc phét, cách chiến đấu của xà trụ thiên về xu hướng lấy nhu chế cương. Địch càng thích tấn công, anh lại càng có nhiều cơ hội len lỏi vào những nơi điểm yếu nhất, khe suối giữa hai quả núi chẳng hạn. Cách di chuyển thoát ẩn thoát hiện cùng phong cách ám sát bất ngờ của loài rắn mang tới cảm xúc tuyệt vời cho người xem. Thanh kiếm đặc dị khi được hóa đỏ càng khiến chiêu thức trở nên đẹp mắt hơn. Obanai thường lẫn mình khỏi ánh mắt của địch, luôn lách ra phía sau lưng và dùng chiêu song sát xà, tạo ra hai con rắn quấn quanh cơ thể đối phương, siết chặt body rồi kết liễu bằng nhát chém ngọt xớt, cảnh xà song sinh. Đó cũng là cách anh chinh phục được trái tim người đẹp, tỏ tình phát dính luôn, chất lừ. 7. Sanemi. Nổi tiếng cục xúc, Sanemi không bao giờ muốn ai biết anh đang nghĩ gì. Khép mình với thế giới, gia nhập group mấy đứa hướng nội, nhưng anh lúc nào cũng khua môi múa mép, chả hiểu kiểu gì. Đời anh hướng tới mục đích duy nhất, diệt hết lũ quỷ để trả thù cho gia đình. Người mẹ của anh cũng vì hóa quỷ mà giết hại hết các người em. Còn mỗi thằng Genia, nó lại đổ lỗi cho mình. Gia nhập quân đoàn diệt quỷ, Sanemi nhanh chóng thể hiện kỹ năng vượt trội. Anh thuần thục hơi thở gió, một trong những dạng thở căn bản khó sử dụng nhất. Phong độn của anh sẹo kết hợp sức mạnh cơ bắp đảm bảo hai yếu tố tấn công mãnh liệt nhưng lại nhẹ nhàng, sắc như một cơn gió. Thiên hẳn về việc lấy công bù thủ, hơi thở của gió toàn các chiêu thức dũng mãnh, cuồng phong như một cơn bão cuốn phăng tất cả. Chiêu thiên cẩu phong trở thành kỹ năng đặc trưng nhất khi nhắc tới môn phái này. Chém gió nhưng không chém gió, Sanemi không thích màu mè, anh đề cao tính sát thương trong chiêu thức. Một vài hiệu ứng như hất tung, ma phong ba giúp hơi thở gió của sẹo trụ trở nên dễ nhớ hơn so với hai dạng thở mình vừa đề cập ở trên. Anh em hẳn không quên ấn diệt quỷ có hình cá trong tróng trên cổ anh sẹo chứ. Vết tha thu cho thấy bản thân Sanemi cũng là tuyếp người ngoài nóng trong ấm áp. Thằng nào thử đụng tới em tao sẽ biết mùi đau khổ. 6. Uzu Tengen. Nổi danh từ ác kỹ viện trấn, nhắc đến âm trụ Uzui, các bạn sẽ nhớ đến hai chữ gì nhở? Hào nhoáng ư? Chúc mừng bạn đã trùng khớp với ý của bé.
mình không thể quên khoảnh khắc anh ấy sử dụng tổng phổ phá vỡ huyết quỷ thuật của Thượng Lục Yutaro. Dương quá nhưng bá hơn lúc còn đủ hai tay, ảo thật đấy. Trận chiến giữa Uzui và Quỷ Thượng Huyền được đánh giá là một trong những kèo solo cân bằng nhất. Hiệu ứng các đòn chém tạo ra cũng rất hào nhoáng, như cách anh tuyên bố làm gì cũng phải cho tới, cho lố. Thế nó mới sảng khoái. Hai thanh đại đao va chạm lưỡi liềm của Gyutaro không chỉ xoẹt cả lửa mà còn tạo ra âm thanh rất bắt tai. Cần phải công nhận, studio đã làm quá tốt cả phần nghe và nhìn. Đúng với tính chất hơi thở âm thanh, từng nốt nhạc nhảy tưng tửng giữa không trung. Một khi để cho anh ba vợ nắm bắt nhịp điệu trận đấu, kẻ thù nên biết lịm đi là vừa. Có nguồn gốc từ hơi thở sấm sét, cách Uzui tấn công bằng cặp đại đao luôn mang đến sức công phá khủng khiếp. Anh ấy từng chém một nhát cực mạnh xuống mặt đất để phá hủy hang ổ của Daki. Không đánh thì thôi, đấm nhau phải màu sắc một chút. Tay có thể cụt, mắt có thể trột, nhưng ra chiêu là phải khiến kẻ địch trố mắt nhìn theo. Không hổ danh chúa tể của sự hào nhoáng. 5. Mitsuri. Chị luyến đến với sát quỷ đoàn không vì ưu tiên diệt quỷ cứu nhân. Nơi đây là chỗ duy nhất chị có thể dung thân, không bị body Samsung, cũng như cho chị Mít cơ hội tìm được chồng tốt. Sự khao khát được yêu thương, Mitsuri tự sáng tạo ra hơi thở của tình yêu, hơi thở ảo ma nhất trong số các dạng thở từng xuất hiện. Được cho là có nguồn gốc từ hơi thở lửa, mình chả hiểu hai cách chiến đấu này có liên quan gì nhau. Chả nhẽ bùng cháy như ngọn lửa tình yêu sao? Thế thì chịu. Các hơi thức hơi thở tình yêu đều có chữ luyến trong tên, thương hiệu bà nó rồi. Biệt danh chị luyến hay luyến trụ cũng từ đây mà có. Luyến tình, luyến miêu, đấm nhau nhưng phải biết yêu thương, dành sự thông cảm cho kẻ thù. Vì quá ngọt ngào, phong cách chiến đấu của chị đẹp vô cùng phê. Một số thứ cứ nhảy tưng tưng trong mắt mình. Mitsuri sử dụng vũ khí đặc biệt, thanh kiếm uốn dẻo siêu dài. Với dây roi này, cô ấy có thể câu giờ thực thể Zou Hakuten của Thượng Tứ trong suốt mấy chục phút. Hiệu ứng từ hơi thở tình yêu cũng như cách uốn lượn của thanh roi là điểm nhấn khiến cho người xem ấn tượng nhất về chị đẹp rú to nhất đại hải trình. Chưa kể mỗi khi xuất chiêu, làn tóc rối hai phai tung bay theo gió rất đẹp, nó mỹ miều nhức cả nách. Phong cách của Mitsuri giống như một nghệ sĩ trình diễn hơn là một kiếm sĩ sát quỷ đoàn. 4. Muichiro. Một trong những kiếm sĩ mình thấy rất ngưỡng mộ, từ tính cách đến khả năng. Muichiro chiếm lấy spotlight ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, dù cậu ấy chẳng thể hiện hay nói bất cứ điều gì ở hội nghị trụ cột. Hà trụ được tạo đất diễn tại phần ngôi làng của những thợ rèn. Cậu thể hiện kiếm thuật phi phàm với việc đánh bại con rối gỗ Jodichi trong thời gian ngắn, trong khi thằng Men Tanjiro phải rất chật vật mới chạm được vào người nó. Chỉ mất 2 tháng kể từ khi cầm kiếm, Muichiro vươn lên hàng ghế trụ cột, được xem là thiên tài hiếm có. Kiếm pháp của Hà Trụ tuy chưa đạt được đỉnh cao sức mạnh nhưng đã quá đủ để lại ấn tượng cho độc giả. 14 tuổi trở thành Hashira, trụ cột trẻ tuổi nhất lịch sử sát quỷ đoàn. Trận đối đầu 1-1, Thượng Ngũ chứng minh lý do tại sao cậu lại xứng đáng được đề cao đến vậy. Cách thi triển hơi thở sương mù mang đến một không gian trắng xóa từ thủy ngục của tên Hyoko. Tận dụng lợi thế rừng sâu nước thẳm, cậu đã kết liễu hắn thông qua việc cà khịa khiến Thượng Ngũ chủ quan, vừa võ công cái thế, vừa võ mồm kỹ nghệ, thứ nào chịu cho nổi. Nhờ vào tài năng của Muichiro, hơi thở sương mù càng trở nên bắt mắt hơn. Từ cách di chuyển, đòn tấn công đến chiêu phòng thủ đều toát lên nét phóng khoáng hậu duệ mặt trời. Mình tin chắc rằng thứ hạng của Mui trong video này sẽ còn tăng lên khi Season 3 sắp sửa ra mắt vào đầu năm tới. 3. Rengoku. Một trong hai hơi thở có truyền thống sản sinh ra các đời trụ cột phục vụ cho quân đoàn diệt quỷ. Hơi thở lửa và gia tộc Rengoku nói chung rất được tôn trọng qua nhiều thế hệ. Ở thời đại của Tanjiro, cậu may mắn bắt gặp Kiyuzuro, người thừa kế của hơi thở lửa. Lúc nào viêm trụ cũng bùng cháy, tràn năng lượng đến các người anh em. Lửa nguyên tố luôn mang tới vẻ đẹp mạnh mẽ, mọi kỹ năng từ Kiyuzuro đều được edit rất chỉnh chu. Không chỉ thể hiện đúng sức mạnh hơi thở thuộc top đầu mà còn khiến chúng ta sướng con mắt mỗi khi anh vung kiếm. Làm sao quên được nhát chém luyện ngục chứ danh, thứ suýt nữa làm cho Thượng Tam Akaza phải ôm hận. Ngoài ra, thức đầu tiên Bất Chi Hỏa cũng rất chi nổi tiếng, làm nên tên tuổi trụ cột nhà Rengoku. Phần chuyến tàu vô tận, chúng ta được chứng kiến kỹ nghệ tài ba của trụ cột người chơi hệ lửa. Tuy không thể đánh bại Thượng Huyền Tam, những gì anh thể hiện cuối phim xứng đáng được ngợi khen. Bảo rồi, hệ lửa dễ ăn bánh lắm, lắm bao nhiêu cái manga rồi, có thoát được định mệnh này đâu. 2. Giyu. Đứng ở vị trí Á quân, Đụt Ca Thủy Trụ là cái tên sáng giá trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Anh Đụt sở hữu kỹ thuật hơi thở nước, dạng thở được đánh giá là có đủ các yếu tố về tấn công, phòng thủ và cả độ mỹ miều trong chiêu thức. Nhẹ nhàng như nước chảy, mềm mại và dịu êm, nhưng lại đầy sát thương chí mạng. Không dễ gì tìm ra được dạng thở thứ hai có được nhiều hiệu ứng kỹ xảo như hơi thở nước.
mọi chiêu thức của môn phái này đều tạo ra dòng chảy kỳ diệu xung quanh thanh kiếm Nichirin. Thủy điện trảm, thủy sa, đả chiều, lưu lưu vũ, một số chiêu thức nổi tiếng bậc nhất được sử dụng bởi cả Tanjiro lẫn Tomioka trong các trận chiến. Đặc biệt vì là người có lối sống hướng nội, ít nói, yêu màu hồng và ghét sự giả dối, Giyu tự sáng tạo ra thức thứ 11 lặng y hệt như tính cách của anh. Đây được xem là kỹ năng đẹp nhất trong bộ chiêu thức hơi thở đụt trụ. Xung quanh anh toàn là nước ấy, một khoảng không gian yên tĩnh, thanh nhiệt luân kiếm điểm xuống mặt hồ, một cú lướt đến ngay cạnh con quỷ hạ huyền ngũ và thủ cấp của hắn rơi xuống. Đỉnh cao của sự xuất hiện là đây chứ đâu, không hổ danh người có đời sống nội tâm chán phèo nhất sát đoàn. Ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn ra giết, giết quỷ xong chẳng thấy tí cảm xúc nào luôn. 1. Shinobu. Top 1 không ngờ đúng không anh em? Đáng lý mình định xếp anh Đụt đầu bản đấy, nhưng vì nhà phải có nóc nên chị Điệp ngồi lên đầu Đụt ca. Shinobu đã sáng tạo ra hơi thở côn trùng dựa trên hơi thở ngàn hoa. Cả hai dạng thở đều có chung đặc điểm là sự mỹ miều, hào hoa, phong nhã. Lần đầu chị đẹp thi triển kỹ năng ở nhiệm vụ núi Natagomo, một cú hích nhẹ với những cánh bướm bao quanh đã lấy đi mạng sống của quỷ nhện chị. Shinobu sử dụng thủ pháp tiêm độc hoa tử đằng thay vì chém thủ cấp quỷ. Bằng cách này, cô có thể tùy ý quyết định cái chết của chúng nhanh hay chậm. Đừng thấy chị hiền từ mà lầm, điệp trụ hơi bị nhẫn tâm đấy. Hơi thở côn trùng có điểm mạnh là sự nhanh nhẹn và uyển chuyển. Chỉ những người yêu thiên nhiên hoa lá thì mới am hiểu tường tận kỹ thuật đánh như không đánh của dạng thở này. Mỗi lần di chuyển, Shinobu để lại phía hoa những cánh hoa rụng rơi. Lúc nào thanh kiếm đặc biệt của chị cũng được vây quanh bởi những loài côn trùng nhỏ bé. Màu sắc sặc sỡ, thanh cao mà tế nhị, cách ra đòn dứt khoát, những cánh bướm lướt ngang, 10 điểm cho hiệu ứng quá đẹp của hơi thở côn trùng. Anh em sẽ thắc mắc tại sao không có hơi thở ngàn hoa ở đây. Đơn giản thì mình chỉ đề cập đến các trụ cột của thời đại Tanjiro, không nói thì mọi người lại bắt bẻ cho mà xem. Ok, trên đây là video xếp hạng trụ cột sở hữu kỹ năng hoa mỹ nhất. Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề nào thì hãy comment ngay bên dưới cho Ad biết nhá. Và như thường lệ, chúng ta hãy cùng xem thử xem ba bạn nào may mắn lọt vào mắt xanh của editor ngày hôm nay nhá. Đầu tiên là bạn Trần Hữu Phúc. Anh làm về top những cảnh mờ lem nhất của One Punch Man đi ạ. Lần trước là Kimetsu no Yaiba, giờ là One Punch Man đi ạ. Đắc thế, đúng là đồng râm Weebu Never Die. Mình thích cách suy nghĩ của bạn đấy. Bình luận của bạn lươn bé tí. Hơi thở Weebu đâu rồi anh trai? Đây nhá, sắp thất truyền rồi. Anh em có ai muốn gia nhập team bựa trụ hay không nhở? Và bình luận thứ ba cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Đình An, Phạm Đình An. Làm gì mà hay thế? Xem không chán, cho lên TV nha. Bạn lại thảo mai quá cơ, thế thì lên TV đi nhá. Quả tên ra gì phết. Đừng quên hãy để lại một like, một đăng ký kênh giúp cho bọn mình tập hợp sát quỷ đoàn thế hệ 2.0. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai nhá. Bye bye.